Bạn làm TV. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Bạn Làm TV. Hôm nay ba mình cho đi khám phá núi này các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ lên núi để khám phá Cô Cốt các bạn nhé. Đấy, nhìn thấy lô cốt nhá. Ôi các bạn ơi, lô cốt kìa. Bây giờ tớ đi khám phá lô cốt thôi. Xưa quân địch quanh thôn ta đi qua sông đấy các bạn ơi. Quân địch cho súng vào đây để bắn thuyền ta đi qua sông ngài. Bây giờ mình khám phá tiếp đây. Ui ôi ôi, sợ quá. Đây. Thấy con sông đây. À, nhìn thấy sông chưa? Đấy, sông đấy, rồi chạy nó rồi đấy chưa? Bỏ vào lô cốt không? Các bạn đây kìa, có bốn điều kìa. Súng người ta cất đi rồi. Điên này. Đây ra đây ra đây ra đây ngó. Ra ngó sông. Đó lên đây. Đây. Đây cho anh nhìn cái cảnh sông này đẹp dễ tình chung. Ui. Ba thuyền kìa. À ba thuyền kìa. Ừ, đúng rồi. Ta. Các bạn ơi, bây giờ ta đi khám phá tiếp nào. Ôi nhà gì nữa. Đây ra góc này. Góc này ngó cầu. Đây góc này ngó cầu bố ơi. Bố. Đây nắm đi, nắm cái đi vào cái nắm này. Các bạn ơi,
bậc thang vậy? Nắm cẩn thận, bám tay vào nhá. Bám tay vào. Thế áo tụt chân. Không lên được. Không lên đấy anh ạ. Không có gì hả em? À vì ấy rồi, bị che rồi. À, đi xuống từ từ nhá, nắm xuống từ từ ngã. Bám tay vào. Bám hàng bước từ từ xuống. Có cái gì sợ. Đúng rồi, chui răng kia có dưới, có gì không? Chui đi. Đấy đi, giờ đây có gì không? Đi đi. Chỗ đấy là mình người ta với mới vít. Đi đi xem có gì không? Có. Chặn thôi ngã. Thôi là có rồi ngã. Trên người là lên được đấy, nhưng mà người ta bị che mất rồi. Hả? Tay bòi, ba đang quay đấy. Đi. Đi ra. Đá có gì à? Đi ra, không có gì cả. Không có gì. Xuống đây phải, ba phải chui ra. Vì ba cao. Ừ. Chán vãi. Quá khổ. Các bạn thấy đây là tỉnh của núi đấy các bạn ơi. Các bạn thấy trên đây rất là bằng phẳng các bạn. Và nó rất là đẹp. Nếu các bạn nào muốn thích đi chơi ở đây thì các bạn nhớ comment cho mình để mình dẫn cho bạn đến đây chơi. Các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài chơi tiếp theo. Và các bạn đừng quên ấn chuông cập nhật các video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mình là một YouTuber nhí Việt Nam, các bạn nhớ like ủng hộ mình nhé. Mình là Bo. Và đây là em mình là Nấm. Xin chào các bạn. Ông này ta tôi. Bê. Bây giờ đi về hay gì các bạn? Đây lên đây chơi coi, lên chùa này. Cái chỗ cây còn dốc kinh hơn, cái này có mấy chục bậc cái nào.